Ông lão ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đang mưa, cửa kính đột nhiên bị vỡ và mọi người trở nên hoảng sợ. Nhưng ông lão đứng lên, tiến gần về phía cửa sổ. Ông định nhảy xuống sao? Không, ông chỉ đang nhìn xuống. Ông để ý thấy một con bồ nông trắng đứng trên đèn đường. Ông chợt mỉm cười, vì ông nhớ lại câu chuyện của mình với con bồ nông. Lúc đó ông chỉ là một cậu bé, cậu sống một cuộc sống vô tư trên hòn đảo với cha mình. Đột nhiên tiếng súng vang lên, cậu và bác hàng xóm lần theo tiếng súng để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy rất nhiều con chim bồ nông trắng bị bắn chết. Cái chết của những chú chim đã khiến cậu rất buồn. Nhưng trong số đó, cậu bé phát hiện ra được một lứa bồ nông con. Bác hàng xóm nói rằng chúng còn quá nhỏ nên rất yếu và sẽ chết sớm. Nhưng cậu không đành lòng bỏ chúng đi như vậy. Cậu muốn mình sẽ là người chăm sóc cho chúng. Sau đó cậu đặt những chú chim con thật cẩn thận vào áo mình, đem chúng về nhà và làm tổ cho chúng. Cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ trải báo dưới đáy hộp cho cỏ vào. Khi cái tổ đã hoàn thành thì cậu đặt từng chú chim vào trong, lo lắng rằng những chú chim con không có gì để ăn, nên cậu đã tự mình chế ra đồ ăn cho chúng. Cậu lấy những con cá mà bố cậu bắt được nghiền chúng ra bằng một cái máy xay. Sau đó cậu từ từ đút cho những con chim bồ nông ăn bằng một cái ống từng chút một. Bồ nông sẽ có cơ hội sống, miễn là chúng có thể ăn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Khi bố cậu về đến nhà thì ông nhìn thấy các chú bồ nông con. Ông đã không ngăn cản cậu, nhưng ông nói các chú bồ nông sẽ không sống sót qua đêm nay. Sáng hôm sau, bác hàng xóm đến nhà để xem mọi chuyện như thế nào. Thì ông kinh ngạc vì những chú bồ nông vẫn còn sống. Ông ngưỡng mộ sự kiên cường của cậu bé. Sau một thời gian ngắn, bố của cậu nhận ra rằng những chú bồ nông đã đem đến niềm vui cho con trai ông. Ông muốn giúp cậu trong giai đoạn điều chế thức ăn cho bồ nông, nên ông đã thiết kế ra một chiếc máy xay cá dành riêng cho con trai mình. Những chú bồ nông cứ thế lớn dần lên, thức ăn của chúng cũng thay đổi từ cháo cá sang miếng cá sang cá nguyên con. Chúng dần dần có thể ăn rất nhiều, một con ăn ít nhất 3 thùng cá tươi mỗi ngày, một lượng cá đủ để hai bố con ăn cả một tuần. Họ nhận ra rằng họ không còn đủ khả năng để nuôi ba con bồ nông này nữa. Sáng bố cậu vừa mở mắt dậy thì ba con bồ nông lại đói. Chúng chạy ríu rít sau lưng ông. Vì bố cậu không đi đánh cá ngày hôm qua nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi thuyền đến chợ ở phía đối diện của hòn đảo. Bố cậu đã dùng số tiền dành dụm ít ỏi của ông mua cá tươi về. Nhưng số lượng cá mà ông mua không đủ để cho chúng sống sót. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cha cậu đề nghị rằng đã đến lúc để những con bồ nông này đi. Nhưng trước khi để chúng đi, chúng phải học cách bay vì nó là một kỹ năng sinh tồn quan trọng. Nếu không, chúng sẽ chết sớm. Thế là ngày ngày cậu miêu tả cho những con bồ nông tư thế bay như thế nào. Cậu vẫy tay, nhảy nhẹ về phía trước nhưng những con bồ nông không chịu di chuyển. Một lần nữa, với sự kiên trì của cậu, một trong những con bồ nông đã đập cánh. Nó chạy về phía trước và nhẹ nhàng bay đi. Thế là một con khác cũng háo hức thử. Nó đập cánh và rồi cũng bay đi. Nhìn chú bồ nông dần đi xa, cậu bé bỗng trở nên buồn bã. Nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại thì chú bồ nông cuối cùng vẫn đứng im ở đó. Nó không di chuyển dù chỉ một chút, nó là con bồ nông nhỏ nhất trong ba con bồ nông. Nó cũng là con yếu nhất nhưng cậu rất thích nó. Cậu luôn cho nó ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn, khi đi ngủ cậu không quên để nó ở bên cạnh mình. Vì cậu sợ rằng nó sẽ bị ăn hiếp bởi hai anh em còn lại. Dù là khó nuôi nhất nhưng cậu chưa bao giờ muốn vứt bỏ nó. Cậu còn đặt tên cho nó là Cánh Nhỏ. Cậu ôm Cánh Nhỏ và trò chuyện cùng nó. Cậu nói, tôi biết bạn cũng có thể bay mà. Cánh Nhỏ dường như hiểu ra được lời động viên của cậu nên nó đột ngột đứng lên. Nó thử đập cánh và chạy về phía trước. Cánh Nhỏ cuối cùng cũng bay rồi. Nhìn nó bay ngày càng xa, cậu nghĩ đã tới lúc phải chia tay. Bố đưa cậu và những con bồ nông về tổ của chúng, nhưng cậu thì không nỡ, cậu ôm khư khư Cánh Nhỏ không buông. Đúng là khoảnh khắc chia tay nào cũng đau đớn cả. Hai con bồ nông đầu tiên bắt đầu bay đi trước và chúng mãi mãi trở về tổ của mình. Bố nói cậu phải để cho Cánh Nhỏ đi thì cậu từ từ nới lỏng vòng tay của mình. Cánh Nhỏ bay được nửa đường thì không chịu đi nữa vì nó cũng không muốn rời xa cậu. Nhưng cậu đã hét thật to và bảo Cánh Nhỏ đến lúc phải đi rồi. Cánh Nhỏ không còn cách nào khác, vỗ cánh bay đi. Khi Cánh Nhỏ rời đi, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cô đơn. Cậu đã không biết rằng Cánh Nhỏ không nỡ rời đi nên nó đã quay trở về. Cậu rất mừng và vội vàng gọi bố. Cậu muốn bố giữ Cánh Nhỏ ở lại. Bố cậu cảm thấy cảm động trước tình bạn của họ nên ông đã đồng ý giữ Cánh Nhỏ ở lại. Từ đó trở đi, cậu đã trải qua một thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh Cánh Nhỏ. Họ cùng nhau trượt cát, cùng nhau đi thuyền, cùng nhau ngồi lại và trò chuyện. Một hôm cậu lại nghe thấy tiếng súng, Cánh Nhỏ trở nên căng thẳng hơn. Nó bay về phía tiếng súng mà không hề nghĩ đến bản thân. Người thợ săn đang dùng súng để săn bồ nông, cách săn bắn của họ thật tàn nhẫn. Cậu lo lắng cho Cánh Nhỏ vì nó có thể bị giết bất cứ lúc nào. Bão bất chợt ập đến, cậu vội vàng song thẳng ra bờ biển vì bố cậu đang mắc kẹt giữa cơn bão. Cậu quay đầu nhìn lại về phía Cánh Nhỏ, thì cậu chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu chạy đến chỗ chiết hợp và mở nó ra, trong đó là một sợi dây thừng. Cậu quay lại bờ biển, lấy đinh thép để xỏ dây cước ngang qua nón của mình. Cột lại, cậu gọi Cánh Nhỏ đến và nó vội vàng bay qua. Cậu bảo nó hãy đi giúp bố mình, sau đó bằng tất cả sức lực cậu ném chiếc nón của mình lên không trung. Cánh Nhỏ ngay lập tức cất cánh và bắt lấy cái nón. Cứ thế nó bay đi, hòa mình vào cơn bão giữa lòng biển. Phía bên này, cậu và bác hàng xóm nhìn chằm chằm vào Cánh Nhỏ.
Cánh nhỏ bay được nửa đường thì cái nón rơi xuống. Bác hàng xóm tưởng rằng việc giải cứu đã bị thất bại, nhưng một giây sau cánh nhỏ đã chụp lại được cái nón. Sau đó cánh nhỏ ném cái nón cho bố của cậu, ông chụp lấy nó. Ông vội vàng nhét nó vào quần áo và bắt đầu kéo dây. Nhưng phía bên này cậu vô tình để tuột mất sợi dây, bác hàng xóm lao ra biển trong tuyệt vọng, may thay ông bắt được sợi dây và ra sức kéo. Cuối cùng cũng cứu được bố cậu rồi, cậu chạy đến ôm lấy bố mình, bố cậu thấy mình đã được cứu bởi một con bồ nông và đã xem nó như một kỳ tích. Từ ngày hôm đó, cậu cùng cánh nhỏ trở nên nổi tiếng. Nhiều người đến xin chụp ảnh với họ, những gì xảy ra còn được lên cả báo địa phương. Nhưng cậu đã không biết rằng, sự thu hút của cánh nhỏ sẽ đem đến họa sát thân. Đang ngồi trước cửa nhà thì cậu lại nghe tiếng súng nổ, cậu biết những người thợ săn đã quay lại. Cánh nhỏ đột nhiên cất cánh, rồi bay về hướng có tiếng súng, cậu không ngăn kịp cánh nhỏ nên đã vội vã chạy theo. Khi đến nơi thì cậu thấy người thợ săn đã nhắm vào cánh nhỏ, chỉ trong một phát súng, cánh nhỏ rơi xuống. Cậu chạy đến trong vô vọng nhưng cánh nhỏ đã bị thương rất nặng. Cậu đứng đó đối mặt với những người thợ săn, bố cậu cũng đã chạy đến. Khi thấy người bố đến nơi thì bọn thợ săn vội vã rời đi. Cậu ôm cánh nhỏ về nhà, cứ thế cậu ôm lấy cánh nhỏ không rời. Nhưng cánh nhỏ đã không qua khỏi. Sau khi cánh nhỏ chết đi, cậu cùng bố trở về thành phố nhộn nhịp. Cái chết của cánh nhỏ không trở nên vô ích vì khi cậu lớn lên, cậu đã thuật lại câu chuyện của mình tại hội nghị động vật. Cuối cùng họ đồng ý mở rộng phạm vi săn bắn lên tới 200.000 mẫu ở Anh. Vào thời điểm đó, nó được coi là lệnh cấm săn bắn lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Sau đó luật này sẽ được duy trì hơn 100 năm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, mình là Cà Review. Nếu các bạn thích video xin hãy nhấn like và subscribe ủng hộ kênh mình với nha. Mãi yêu các bạn.